Real Madrid, Paris Saint-Germain vẫn là một cảm giác lạ lùng khi chúng ta sẽ phải chia tay một trong hai cái tên này. Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng nữa thôi, sẽ chỉ còn lại một cái tên sẽ đi tiếp ở đấu trường Champions League. Bàn thắng ở phút cuối cùng của Kylian Mbappe gần như đã thổi bùng kịch bản mà người Real Madrid định sẵn cho lượt về, bởi những toan tính của họ đã hoàn toàn thay đổi. Đội bóng hoàng gia rời Paris với một bàn tay trắng, đúng nghĩa là trắng khi họ còn phải đánh đổi nó với những sự mất mát của mình. Và giờ đây, người Real với tất cả sự kiêu hãnh sẽ dựa vào chính họ và sự kỳ diệu ở Bernabeu để mong có thể xoay chuyển tình hình. Kể từ trận đấu đó, bạn sẽ khá sốc khi biết rằng Paris Saint-Germain đã thua tới 2 trong 3 trận đấu gần đây nhất của mình trước những đối thủ như Nantes và Nice. Có vài người bảo rằng bạn sẽ chẳng bao giờ thấy Paris Saint-Germain mình mong muốn khi họ chơi giải quốc nội. Và đúng là thế thật. Ở trận đấu gần nhất gặp Nice, khi không có sự phục vụ của Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain sử dụng bộ ba Neymar, Angel Di Maria và Lionel Messi ngay từ đầu, nhưng họ thậm chí còn dứt điểm ít hơn đối thủ của mình và bị thủng lưới ở phút 88 bởi một pha phản công. Chẳng ai nhìn ra bóng dáng của Paris Saint-Germain đã đánh bại Real Madrid cách đây 3 tuần cả. Có lẽ khi thiếu Mbappe, Paris Saint-Germain thường xuyên là như vậy. Như huấn luyện viên của Nice, Christophe Galtier đã thẳng thắn nói trong cuộc họp báo sau trận đấu gần đây rằng có hai Paris Saint-Germain khác nhau, một là lúc khi họ có Kylian Mbappe, hai là lúc khi họ không có Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain đã trải qua 3 lần cảm giác dẫn trước hai bàn nhưng rồi bị loại ở Champions League từ năm 2017 đến 2019. Nó là một trong những chuỗi ký ức nhớ đời của đội bóng này. Họ hiểu rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc và càng bởi đối phương là Paris Saint-Germain, mọi chuyện chắc chắn chưa thể kết thúc ở đây được. Bạn hẳn còn nhớ chính sự kết hợp giữa tiền đạo người Pháp và Lionel Messi trong trận Paris Saint-Germain gặp Saint-Étienne. Hai pha chọc khe đầy tinh tế của siêu sao người Argentina đã đưa Mbappe vào tư thế thuận lợi dứt điểm và lập một cú đúp. Đó là điểm nhấn lớn nhất của Paris Saint-Germain sau trận đấu với Real Madrid. Và những cổ động viên nơi đây đang mong điều đó lại có thể xảy ra trong trận cầu tại Tây Ban Nha sắp tới. Trái ngược hoàn toàn với Paris Saint-Germain, Real Madrid đã toàn thắng ở cả 3 trận đấu gần nhất tại La Liga. Đó là 3 trận đấu mà Karim Benzema liên tục ghi bàn. Những chiến thắng giòn giã trước Alaves và Real Sociedad hay chiến thắng có phần kịch tính trước Rayo Vallecano chứng minh sự ổn định của kèn trắng. Phải nói thêm, sân Bernabeu của họ đã chứng kiến 10 bàn thắng được đội bóng này ghi ở 4 trận đấu gần nhất của họ, cho thấy sự chênh lệch rõ ràng khi Real Madrid chỉ ghi được một bàn sân khách trong cùng quãng thời gian đó. Los Blancos đang có phong độ đáng sợ trên sân nhà khi có chuỗi 14 trận liên tiếp bất bại. Trong suốt chuỗi trận đấu đó, họ có 12 chiến thắng và 2 trận hòa, thường ghi được 2 bàn thắng trở lên mỗi trận, trong khi chỉ thủng lưới tổng cộng có 8 lần. Nhưng lần này, khi tiếp đón Paris Saint-Germain, họ không thể mang ra sân lực lượng mạnh nhất của mình. Real Madrid sẽ buộc phải chấp nhận sự vắng mặt của Casemiro và Ferland Mendy vì án treo giò. Cả hai đã nhận thẻ vàng thứ 3 trong mùa giải ở trận lượt đi và sẽ phải ngồi ngoài trận đấu lượt về. Việc Mendy bị treo giò khiến Real Madrid gặp khó khăn lớn, và có lẽ với tình trạng Marcelo vẫn còn phải tập trong nhà thì có vẻ đội bóng hoàng gia phải có tính toán khác cho trận cầu này. Marcelo vẫn có thể sẵn sàng ra sân, nhưng ngay khi ở trạng thái tốt nhất, sự nghi ngờ dành cho hậu vệ người Brazil trước những trận chạy cánh của Paris Saint-Germain là rất lớn. Trong khi đó, vấn đề về gân queo của Toni Kroos có khả năng khiến anh không thể ra sân. May mắn là Federico Valverde đã bình phục chấn thương kịp thời để thay thế Casemiro ở tuyến giữa, và Eduardo Camavinga cũng sẵn sàng để chám một chỗ ở hàng tiền vệ Real Madrid. Về phía Paris Saint-Germain, Pochettino chắc chắn sẽ tung Mbappe trở lại đội hình sau khi bị treo giò ở giải quốc nội. Cựu hậu vệ của Real Madrid Sergio Ramos dường như sẽ bỏ lỡ cuộc hội ngộ ở Bernabeu do chấn thương bắp chân. Nhưng Achraf Hakimi và Levin Kurzawa được thông báo là đủ sức khỏe để trở lại. Trường hợp của Leandro Paredes và Ander Herrera thì vẫn là một dấu hỏi, nhưng họ có thể xuất hiện ở ghế dự bị. Trong khi Jorge Wijnaldum có thể bị cho ra rìa hàng tiền vệ sau một màn trình diễn không tốt khác tại Allianz Riviera. Nhưng một tin không vui với Paris Saint-Germain là Mbappe đã gặp một chút sự cố nhỏ khi tập luyện. Nhưng các bác sĩ ở câu lạc bộ hiện chưa thấy dấu hiệu nào quá đáng nghi. Đôi chân của tiền đạo này sẽ vẫn tiếp tục được theo dõi kỹ càng cho tới lúc xuất trận. Vậy hãy cùng điểm qua xem đội hình dự kiến của cả hai sẽ như thế nào với những con người mà họ đang có. Trong khung gỗ của Real chắc chắn phải là Thibaut Courtois, người hùng của trận đấu lượt đi. Nếu Kylian Mbappe là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân thì thủ môn của Real Madrid là người rất rất gần ở vị trí thứ hai. Courtois đã thực hiện một số pha cứu thua xuất thần để giữ an toàn cho mảnh lưới Real Madrid trong suốt trận đấu, trong đó có cả quả penalty của Messi. Với việc Ferland Mendy vắng mặt, chỉ có một lựa chọn thực sự ở hậu vệ trái. Marcelo gần như không đủ tốt, Nacho Fernandez thì quá chậm.
Vì vậy, có thể phải là David Alaba ở vị trí cũ của mình. Trung vệ thứ nhất thì có thể là Nacho Fernandez. Real có thể sẽ đặt cược cho điều này và mong Nacho làm tốt nhiệm vụ chỉ huy hàng thủ trước sự đáng sợ của hàng công Paris Saint-Germain. Dù Militao đã thất bại trong việc ngăn cản Mbappe ghi bàn vào lưới Real, nhưng đó là bởi vì đối thủ là Mbappe. Lần này trung vệ trẻ sẽ có cơ hội để làm lại. Militao đã tìm lại đẳng cấp trong hai trận đấu trước Rayo Vallecano và Real Sociedad, có nghĩa là anh đang hướng đến trận lượt về này với phong độ cao nhất cho một trận chiến khác với chính Mbappe. Ở cánh phải, nếu Dani Carvajal thi đấu không tốt như lượt đi, Real Madrid sẽ gặp khó khăn lớn. Rõ ràng Carvajal có nhiệm vụ khó khăn nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân và anh sẽ cần vài sự giúp đỡ. Ở hàng tiền vệ, rõ ràng Real Madrid vẫn sẽ có Luka Modric. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận gặp Real Sociedad. Luka Modric đã kiểm soát tuyến giữa cùng Toni Kroos và ghi một bàn thắng cho riêng mình bằng cách tung ra cú sút xa bằng chân trái. Modric gần như chắc chắn muốn xóa sạch mùi vị cay đắng của thất bại từ trận lượt đi, và với phong độ mà anh ấy đã thể hiện vừa qua, hoàn toàn có thể mong đợi một màn trình diễn tuyệt vời khác của tiền vệ người Croatia. Nếu Toni Kroos cuối cùng vẫn không có mặt thì có lẽ Eduardo Camavinga sẽ xuất hiện. Cầu thủ trẻ đã chơi rất tốt trong mùa giải này bất cứ khi nào được trao cơ hội, và cậu cũng đã chơi tuyệt vời ở trận đấu cuối tuần qua trước Real Sociedad. Chính điều kỳ diệu mà Camavinga tạo ra đã giúp Real lật ngược thế trận. Các Madridista đã rất tiếc khi Fede Valverde không xuất phát ở vị trí tiền vệ trong trận lượt đi, khi đội bóng của anh đã phải vật lộn để giành được bóng trước Paris Saint-Germain. Valverde đã thể hiện giá trị của mình từ băng ghế dự bị trong hai trận thắng nhọc nhằn trước Rayo Vallecano và Granada tại La Liga. Cầu thủ này luôn biết cách để tỏa sáng trong những trận cầu lớn tại La Liga. Vì thế có lẽ cũng đã đến lúc anh sẽ tìm cách tỏa sáng tại một trận đấu lớn ở Champions League. Ở hàng tiền đạo, bộ ba Vinicius, Benzema và Rodrigo sẽ lại bắt đầu ở đội hình xuất phát. Vinicius đã chơi kém một cách đáng ngạc nhiên ở trận lượt đi khi anh hoàn toàn bị cản trở bởi Achraf Hakimi. Nhưng Vini sẽ phải đối mặt với một Hakimi một lần nữa, có điều lần này anh sẽ làm nó tại Bernabeu. Sơ vận động này, những người hâm mộ này đem lại cho tiền đạo người Brazil sự tự tin rất lớn để tỏa sáng. Ở lượt đi, chính Benzema cũng đã thi đấu rất kém, nhưng anh đã trở lại trong những trận đấu gần đây và chứng minh vì sao mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Rodrigo sẽ là cái tên cuối cùng trên hàng công để bổ sung cho khả năng pressing của Real ở tuyến trên. Khó có thể nói về việc Paris Saint-Germain có thể tiếp cận trận đấu như thế nào, nhưng trong khung gỗ của họ vẫn sẽ là Donnarumma, người đã không quá vất vả lượt đi nhưng nhiều khả năng sẽ đổ mồ hôi ở trận lượt về. Hakimi sẽ tiếp tục với vị trí hậu vệ phải, nơi anh sẽ lại đối đầu cùng một Vinicius đang muốn lấy lại danh dự của mình sau trận đấu lượt đi. Lần trở lại Bernabeu này hẳn sẽ khiến Hakimi có rất nhiều tâm tư riêng. Nuno Mendes một lần nữa sẽ cùng Mbappe khai thác cánh của Carvajal, nhưng lần này họ có thể sẽ phải gặp thêm một đối thủ nữa, Fede Valverde. Như thường lệ, Marquinhos và Kimpembe vẫn án ngữ phía trước khung thành của Paris Saint-Germain, nhưng họ sẽ phải tốt hơn mình của những tuần qua khi liên tục để thủng lưới bởi những pha phản công từ các đối thủ ở giải quốc nội. Tuyến giữa của Paris Saint-Germain sẽ là một bài toán khó. Pochettino chắc chắn sẽ muốn có sự phục vụ của Paredes, nhưng nếu cầu thủ này không thể đảm bảo việc ra sân ngay từ đầu, ông sẽ đặt trọn niềm tin vào Wijnaldum và hy vọng cầu thủ này có thể chơi tốt hơn anh ở cuối tuần qua. Gueye và Verratti sẽ là hai cái tên còn lại ở hàng tiền vệ của đội bóng nước Pháp. Cả hai đã có trận đấu tốt trước Real ở lượt đi và sẽ được kỳ vọng về màn trình diễn tương tự ở trận lượt về. Với việc Neymar trở lại, Di Maria có thể sẽ nhường vị trí cho cầu thủ người Brazil. Bộ ba Messi, Neymar, Mbappe sẽ tiếp tục đe dọa khung thành của Real Madrid giống như họ đã làm ở thời gian cuối trận lượt đi. Nếu trong trường hợp xấu nhất Mbappe không thể ra sân, có lẽ Di Maria hoặc Icardi sẽ được cân nhắc. Hiện tại, việc mong chờ Messi có thể phá dốc ghi bàn vào lưới Real cũng không hề đơn giản, khi anh đang thi đấu theo một kiểu rất khác và thích sắm vai người kiến tạo hơn là người ghi bàn. Real Madrid luôn ghi bàn ở Bernabeu trước các đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League, và vì thế một bàn cũng chỉ là lợi thế mong manh nếu Paris Saint-Germain không biết cách giữ nó sao cho cẩn thận. Chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem việc bỏ đi luật bàn thắng sân khách sẽ đem lại điều gì cho trận đấu kiểu này. Real Madrid chẳng có gì phải sợ, cả Bernabeu sẽ quyết chiến cùng 11 cầu thủ bên dưới. Một là sự cuồng nhiệt đó sẽ chấm dứt sau 90 hay 120 phút, hai là nó sẽ cháy mãi cho tới tận ngày hôm sau.